Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 269. Có một công đoạn mà Ấn Tổ dạy nhắc nhở chúng ta tinh tấn siêng năng niệm Phật, quý vị. Người sống trong thế gian chẳng luận là lâu hay mau, rốt cuộc cũng một lần chết. Cái chết ấy chẳng đáng tiếc, nhưng chỗ sẽ trở về sau khi chết chẳng đáng để sắp đặt sẵn hay sao? Người có lực lượng tự mình sắp đặt thỏa đáng, yên ổn, lẽ cố nhiên khi lâm chung chẳng cần đến người khác giúp đỡ. Nhưng nếu được hỗ trợ lại càng thêm đắc lực. Người không lực lượng phải nên bảo gia quyến thay mình niệm Phật, ắt sẽ đề khởi được chánh niệm, chẳng đến nỗi bị ăn ái buộc ràng, vẫn y như cũ bị ái tình trói buộc, vào cõi này chẳng thể ra khỏi. Câu này Ấn Tổ ngày nhắc mình từ cái vô thường, dù sống lâu hay mau rốt cuộc cũng chết. Cái chết đó thì Ấn Tổ ngày ví dụ như cõi này khổ vô cùng, mang cái thân này cũng khổ. Thì cái thân này mà chết đi thì chúng ta cũng không có gì hối tiếc. Nhưng chỗ mà nhập cái thân tiếp tục, chỗ này mới là quan trọng. Nhớ là chết không phải hết, mà là chúng ta vừa chết đi thì theo cái tâm thức của mình lúc còn sống nghĩ cái gì đến chỗ đó. Nếu như lúc còn sống chúng ta cứ thường sân hận thì cái chết của chúng ta nhất định là mình đến là địa ngục. Còn nếu như mình còn sống mà cái tâm của mình quá tham, không biết đủ, dù là tu hành đi chăng nữa mà tham quá nặng. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói tu hành là để chuyển đối tượng tham, chứ không phải là tham Phật Pháp, không phải là tham làm thiện, không phải là tham làm việc tốt, không phải. Mà tất cả những việc này đều tùy duyên hết. Chúng ta tùy duyên chứ không có tham chấp. Tham thì cũng phải đọa vào loài quỷ. Nhưng Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng hay nói rằng nếu như bạn tham thế gian Pháp, không có tu hành thì đọa vào loài quỷ cực kỳ khổ. Còn nếu như bạn tham Phật Pháp, tham kinh giáo, tham làm những việc thiện thì cũng đi vào quỷ đạo. Nhưng những loài quỷ có phước báo, có địa vị, nhưng cũng ở trong cảnh giới quỷ đạo, không nên.
Còn nếu như mỗi ngày chúng ta gieo cái nhân ngu si thì khi chúng ta chết đi chắc chắn rằng chúng ta phải đọa vào loài súc sanh. Nên khi con người còn sống và chết đi thì cái hành động lúc sống chiêu cảm cái linh thức của mình đến cái nơi mà mình mỗi ngày đang nghỉ. Nên Ấn Tổ ngài nói rằng cái chết này chúng ta cần phải sắp xếp. Sắp xếp cái gì? Là chúng ta cần phải niệm Phật. Niệm Phật là mỗi ngày nhớ Phật niệm Phật, mỗi ngày cầu sanh cực lạc, gây dựng chỗ này cho cực kỳ mạnh. Khi cái chết chúng ta đến thì Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Nếu không thì địa ngục tiếp dẫn chúng ta, ngạ quỷ tiếp dẫn chúng ta, súc sanh tiếp dẫn chúng ta. Bây giờ nếu như chúng ta muốn là Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta thì chúng ta phải niệm A Di Đà Phật, nhớ A Di Đà Phật. Chỗ này Ấn Tổ ngài nhấn mạnh cần phải sắp xếp, là mỗi ngày cần niệm Phật là sắp xếp. Chính mình niệm Phật, chính mình tu nhân tích đức, hồi hướng về cực lạc, đó là sắp xếp. Và có một công đoạn Ấn Tổ ngài nói rằng dù bạn tu có giỏi cỡ nào nhưng nếu được người ta hộ niệm thì càng đắc lực. Còn không được hộ niệm gì hết mà gặp người thân bên cạnh khóc lóc kêu gào thương tiếc, có khi chúng ta động tâm thì lỡ một đời tu của chúng ta. Nên gầy dựng người xung quanh của mình toàn là những người niệm Phật thì lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như gầy dựng người bên cạnh mình toàn là những người trở ngại thì đây là tự làm tự chịu. Phải nhớ rằng chúng ta biết sắp xếp đó là cái gì? Tất cả người bên cạnh mình toàn là những người có tâm tu giải thoát. Quý vị biết rằng thà những đức chấp nhận chọn một người bên cạnh những đức là người khờ mà biết niệm Phật, còn hơn những đức chọn một người bên cạnh lanh lẹ mà cháo chở, đi lụm lặt những cái thứ thổ lao bất xế đem gì đưa cho mình. Cả đời của những đức tu, những đức chưa bao giờ mong mỏi cái chuyện đem những cái thứ này thứ kia cho những đức biết thêm chi. Nghe thì phải nghe, chứ không muốn cái gì người ta đem những thứ này thứ kia đem đưa cho mình. Nếu như mình tu hành mà bây giờ mỗi ngày mình đặt trách người đi nghe ngóng việc này việc nọ, đi lụm lặt đem gì đưa cho mình thì tiêu rồi. Cái này là tự mình làm, tự mình chịu, tự mình chuốc khổ vào thân. Thì phải nhớ. Nên cái việc tu hành phải được nhận thức sâu sắc. Đừng làm những chuyện tự mình hại mình. Quý vị phải nhớ rằng nếu như quý vị dạy những con người bên cạnh mình toàn là những con người tào lao bất xế thì quý vị sẽ chịu cái quả báo đó. Họ sẽ xử quý vị khi cuối cuộc đời, chắc chắn luôn. Cũng như mình bây giờ mình dạy con mình biết tu, hướng đến Phật Pháp giải thoát, thì cuối cuộc đời con quý vị sẽ hỗ trợ quý vị, đúng không? Còn nếu như mình dạy con mình danh lợi, dạy con của mình đấu đá hơn thua, thì cuối cùng chính nó đấu đá với quý vị, nó hơn thua với quý vị, đúng không? Bây giờ cả cuộc đời của Tào Tháo rất thông minh, nhưng cái hành động của Tào Tháo dạy con Tào Tháo, cả cuộc đời Tào Tháo chinh phạt mưu mẹo đủ cách. Khi Tào Tháo vừa mất đi là con Tào Tháo là Tào Phi lên ngôi và đem cung tần mỹ nữ của cha về dinh của mình hết, trong khi chưa chôn cha. Phải rõ ràng quý vị, dù thông minh cả đời, bao nhiêu sự sắp xếp mà toàn là sắp xếp thế gian pháp, quý vị nhớ nghe, đây mới là cái hại nè, cực kỳ lớn nè. Thông minh như Tào Tháo mà toàn là sắp xếp thế gian pháp, sắp xếp toàn là cái để mà mưu lợi, cuối cùng rồi chính danh lợi quay lại hại mình. Tào Tháo khi chết đi đọa làm súc sanh. Khi 1000 năm sau thì có người làm heo, mổ bụng heo ra thì trái tim ghi 2 chữ Tào Tháo, trái tim con heo. Tào Tháo chết đi đọa làm súc sanh.
Cả cuộc đời của Tào Tháo thông minh như vậy mà cuối cùng như vậy, quý vị. Nên lịch sử là chỗ nhắc nhở mình sâu sắc. Nên những đức nói rằng tất cả những con người thông minh ở cái cuộc đời này, nếu như chúng ta mỗi ngày chúng ta nghĩ mình thông minh, mình đặt trách cái này, đặt trách cái nọ, mình cấm cái này, mình cấm cái kia để làm nền thế gian, thì quý vị chắc chắn không ra khỏi thế gian 100%. Quý vị có thông minh cỡ nào cũng cuối cùng là cái gì? Gậy ông đập lưng ông, chính nó quay lại đập mình. Chỉ đúng một chỗ đặc biệt nhất, quý vị nên cấm rễ xung quanh người quý vị toàn là những người biết tu, những người có tâm giải thoát. Quý vị là người rộng rãi đến với họ, họ cũng là người giải thoát tâm, không có nặng nề về vật chất này kia. Nếu như quý vị là người nặng nề thì tất cả những người xung quanh quý vị toàn là những người nặng nề. Quý vị là người tham chấp thì người xung quanh quý vị là tham chấp. Quý vị không biết đủ thì người xung quanh mình không biết đủ. Mình sang hạng thì người bên cạnh mình là sang hạng. Mình tham lam thì người bên cạnh mình là tham lam. Mình ngu si thì người bên cạnh mình là ngu si. Sang hạng, tham lam, tức khắc là ngu si. Quý vị phải nhớ rằng cái nhân cái quả nó kế một bên mình. Bình tĩnh suy nghĩ đi. Nên cái người thông minh ở thế gian cho rằng mình tự hào, thông minh, có thể làm bao nhiêu sự việc, nhưng cuối cùng chính mình đập mình. Chỉ có đúng cái chỗ biết tu đạo giải thoát. Mỗi ngày gầy dựng cái gì? Niệm Phật. Gầy dựng cái gì? Giải thoát. Tất cả những việc thiện, việc tốt, mình có duyên thì cứ cố gắng mà làm. Nhưng khi mình thấy nhân duyên của mình đến lúc phải để cho người khác làm, cứ để cho người khác làm đi. Mình để cho người khác làm, đó là tâm lượng rất lớn. Vì sao? Vì mình để cho người ta làm thì sau này cuộc đời mình qua đi người ta sẽ làm được. Còn nếu như mình không để cho người ta làm thì qua cuộc đời mình người ta làm được. Cũng như rất nhiều người làm cha làm mẹ thương con nhưng không bao giờ để cho con làm, hoặc là sợ con làm hư, cứ nghĩ đứa con này vô dụng. Mình cho nó vô dụng, cuối cùng nó trở thành kẻ vô dụng thật sự. Khi mình chết đi thì sự nghiệp của mình làm sao nó cầm được đây? Nên nó chỉ biết ăn không ngồi rồi là chính mình đào tạo ra. Nên quý vị coi như chúng trong chùa mình, tất cả các huynh đệ anh em có những việc họ làm còn vượt bậc qua hơn cái việc những đức kêu họ làm. Chính họ là người tự nhiên có trách nhiệm. Vì sao? Những đức đó nói rõ ràng rồi, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng à. Mình tự là con người siêng năng, người thật lòng nhiệt tình. Những đức không có quan niệm cái chuyện làm không làm, nói mình bệnh đau đi bỏ làm. Những đức không quan trọng cái chuyện suy nghĩ đến việc đó và kiếm những chuyện như vậy phiền phức. Vì sao? Vì bản thân của họ đi tu là chính họ biết được họ nên làm cái gì. Chính họ đã bước vào ngôi tam bảo là họ biết mình phải tu phước tu duyên. Mình biết được rằng mình tích tụ cái gì thì thành cái nấy. Nếu như mình mỗi ngày lười biếng, đố kỵ, ganh tị, châm chích, nói lỗi người khác mà không chịu lo tu đạo giải thoát thì tự làm tự chịu. Cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi nán tổ ngày nói nè. Người sống trong thế gian chẳng lựng lâu hay mau, rốt cuộc cũng một lần chết. Cái chết ấy chẳng đáng tiếc, nhưng chỗ sẽ trở về sau khi chết chẳng đáng để sắp đặt sẵn hay sao? Thì coi đúng không? Đó. Ăn tổ ngày nói cái chết này chẳng đáng tiếc, vì mang cái thân ở cõi đời này quá khổ, chết này không đáng tiếc. Nhưng cái chết đi về đâu, không lẽ việc này không cần sắp xếp sao? Nên chỗ sắp xếp đặc biệt nhất là gì? Người bên cạnh mình toàn là những người biết niệm Phật, nó cùng một hệ với mình luôn. Để khi mình bất cứ lúc nào mình chết thì nó hộ niệm cho mình, nó hỗ trợ mình, nó không nghịch duyên với mình. Nên cái người mà không biết sắp cái người niệm Phật bên cạnh mình là người này vô cùng dại. Vì sao cái gì biết không? Họ cứ cho rằng mình có thể tự tại đi, chưa chắc. Dù mình tự tại đi nhưng mình cũng nên thị hiện. Thị hiện cái chỗ là nhờ người hộ niệm cho mình, để những người sau này người ta yếu thì cũng cần người hộ niệm cho người ta. Ông đó tu giỏi như vậy, tu nhiều chục năm như vậy mà cuối cuộc đời cũng được người ta hộ niệm giúp đỡ. Bản thân của mình cũng phải cần người ta hộ niệm chứ. Nên có những việc mình làm được cao vô cùng, nhưng đối với con người mình hạ xuống một chút để làm chi? Cho người ta leo lên được, quý vị à. Cho người ta leo lên được. Có một vị này giảng một buổi giảng mà mình nghe cái là nhiều người sẽ mất tín tâm và
chịu thua. Người này giảng buổi giảng rằng người niệm Phật giảng sanh phải đoạn phiền não, phần nhiều giống như đoạn những tập khí, đoạn hết. Tâm phải tương ưng với Phật, niệm niệm phải tương ưng với Phật. Họ nói tới trình độ này thì kể như là người tu có môn tịnh độ thì quý vị coi có mấy người dám tu tịnh độ nữa quý vị. Pháp môn tịnh độ là Phật nói pháp môn tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết, chư tổ sư nói rằng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói người tạo tội ngũ nghịch chuẩn bị đọa địa ngục, như vậy mà thành tâm sám hối quay đầu niệm Phật còn được thành tựu. Người ta nói một câu như vậy, nhiều người niệm Phật cảm thấy mình có tương lai. Có nhiều người quý vị biết rằng là bản thân họ không làm được, vậy mà họ nói cho thiệt là cao lên, vậy thì cái như chịu thua rồi, chịu thua rồi. Có nghĩa là người niệm Phật mà dẹp tất cả tập khí, không còn tập khí gì hết trơn, tâm phải tương ưng với Phật mới thành tựu. Quý vị nghĩ đi, họ nói câu này thì giống như dành cho bậc thượng rồi còn gì nữa. Bậc chung cũng chưa làm được như vậy nữa, họ dành cho bậc thượng. Họ pháp môn tịnh độ là tam căn phổ độ, họ thì dành cho một căn à, căn thượng à, mà chính họ không biết căn gì luôn nữa, mà họ nói trên trời nói cao vậy đó quý vị, chịu thua. Nên á, những đức đúc kết cái câu là đọc sách người xưa xem căn tính mình. Ấn Tổ ngày nói nhưng mà phải có thượng trung hạ. Quý vị nghĩ thì nếu nói về lịch sử, Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thăng. Vậy thì Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thăng là bậc gì? Bậc thượng phải không? Vậy thì ngài thông tông thông giáo, cái gì ngài cũng hiểu hết. Diệt Đại Tạng Kinh, quý vị đọc sách của Ấn Tổ phải rõ ràng. Ngài Diệt Đại Tạng Kinh có những câu ngài điều chỉnh lại luôn đó. Tại vì người ta khuyên dịch có những câu không phù hợp, ngài điều chỉnh lại. Tại vì sao? Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thăng. Như vậy thì tất cả ai hỏi cái gì ngài cũng trả lời được. Những bậc học giả này kia đến hỏi ngài trả lời theo bậc học giả. Những người tu lang thang nhiều môn hỏi ngài, ngài trả lời về nhiều môn. Nhưng những câu mà Ấn Tổ nói thì vô cùng trọng tâm mà chúng ta không để ý. Cái câu cực kỳ quan trọng luôn, ngài nói rằng khi ngài nhập thất hơn 30 năm diệt đại tạng kinh, khi bước ra khỏi liêu thất, ngài để là một câu cho đời: cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất, chỉ trong hồng danh A Di Đà. Sao quý vị không nghe câu này? Cái câu này phải là trọng tâm không quý vị? Cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất, chỉ trong hồng danh A Di Đà. Ngài nói rằng nhớ Phật thì chuyển nghiệp, quên Phật bị nghiệp chuyển. Những câu này vô cùng cô động. Tại sao quý vị không cố gắng để ngài dừng? Rồi ngài dạy người niệm Phật khi gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, còn thọ mạng hết được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Những câu này đối với người tịnh độ chúng ta tu, quý vị coi phải là tinh hoa không? Phải là tinh hoa mà tổ sư để lại cho chúng sanh trong thời mạt pháp 9000 năm không quý vị? Nên mới nói cái câu là đọc sách người xưa xem căn tính mình là như vậy. Nên trong cái thời cuộc mạt pháp này, quý vị phải nhớ rằng chúng ta đem Phật pháp áp dụng vào con người phải phù hợp, phải phù hợp. Ấn Tổ ngày dạy rằng một phần cung kính là được một phần lợi ích, 10 phần cung kính là được 10 phần lợi ích. Bây giờ người ta có thể làm được việc cung kính này, quý vị coi ở thế gian này được mấy người? Bây giờ họ có thể cung kính quý vị, còn cuối cùng quý vị là ngã mạng, có không? Bây giờ người ta quá nhiều người cung kính tôi thành ngã mạng. Không lẽ bây giờ người ta được lợi ích còn tôi thì bị quả tai sao? Cái việc này nó có tương ứng quý vị, phù hợp không? Bây giờ mình nói rằng một phần cung kính là được một phần lợi ích, 10 phần cung kính là được 10 phần lợi ích. Như vậy ai mới là người được cung kính? Chư Phật Bồ Tát, người mà tám loại gió không dao động họ được, được mắt khen chê vinh nhục khổ vui. Con người này mới gọi là gì? Quý vị cung kính họ một phần cung kính được một phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Vì chính bản thân họ là người tu đạo, không còn bị dao động tâm.
Và con người mà cung kính kia là người thông pháp hoàn toàn, đem cái tâm đó kết hợp với cái tâm đó thì tương ưng. Còn quý vị coi con người chúng ta bây giờ, cái cung kính ngoài miệng, hư tình giả ý. Quý vị bây giờ tán thán một người này quá nhiều, nhưng những đức quý vị tán thán những đức quá trời luôn, quá cung kính những đức luôn. Những đức diễn bao nhiêu cái cảnh, ví dụ như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giảng thuyết, ngài từ bên ngoài đi vào, người ta quỳ mộp 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 người ta lại ngài, cỡ ngài không còn bị ảnh hưởng gì nữa cả. Còn bây giờ chúng ta nhìn như vậy, chúng ta làm y rang như vậy luôn, mình cũng từ bên ngoài đi vô, người ta lại mộp 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 mình, cho rằng như là một bậc phi phàm, thì cuối cùng mình lại kiêu ngạo ngã mạn. Thì cái kiêu ngạo ngã mạn của mình và cái sự cung kính kia đắp vào, nó không tương ưng, không tương ưng quý vị à. Nên tất cả những người mà mình dạy, họ cũng không phải là người thật sự cung kính luôn, chỉ hư tình giả ý. Vì sao? Vì cái gốc là mình dạy nó không tương ưng, làm sao họ tương ưng với mình, làm sao mà họ làm được. Nên quý vị coi, một câu của tổ sư dạy là đúng trong thời cuộc đó, nhưng tới bây giờ khi áp dụng thì tùy vào con người để áp dụng, quý vị coi rõ ràng không? Đó. Nên tối ngày chúng ta cứ nói cái câu là một phần cung kính một phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Nhưng chúng ta khi được cung kính quá thì mình kiêu ngạo ngã mạn, ta đây thì quý vị coi bản thân của mình mất tiêu luôn, cung kính cái gì nữa. Người ta cung kính mình mà mình kiêu ngạo ngã mạn vì mình không có cung kính. Mình không có cung kính sao mình dạy người ta cung kính. Nên từ nơi đó phải là thờ mạt pháp này, chỉ có một câu vật hiệu thành tựu. Quý vị bình tĩnh đi, bình tĩnh suy nghĩ đi. Văn tự thì nói ghê gớm lắm, chưa chắc đâu quý vị à. Thì phải nhớ đó, cung kính không làm được đâu. Nên pháp môn tịnh độ này rõ ràng trong thời mạt pháp chỉ có một câu vật hiệu thành tựu, không làm được cái chuyện cung kính gì cả, chỉ gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi, không phải như đức dẹp sạch. Nhưng xin thưa quý vị, ít có người làm được lắm. Bây giờ người niệm Phật là cảm thấy mừng giùm cho họ rồi, bây giờ quý vị dạy họ, quý vị nhiệt tình với họ, họ không cảm ơn quý vị đâu. Quý vị vẫn làm bình thường, cố gắng đi. Chính như đức nuôi người già, đức thấy rõ ràng nè, khi họ ở mình lo nhiệt tình, khi họ đi họ chăm biếm, hoặc là họ đi họ chửi mình cái họ đi. Như vậy thì việc này có làm hay không? Việc tốt mà, quan trọng chứ việc đó, cứ làm thôi. Lúc nào bực bội khó chịu kệ, xong rồi tiếp tục phải làm thôi. Việc này tốt mà. Như vậy kêu họ phải cung kính mình thì dạy thì cứ dạy đi, chuyện lễ phép cảm ơn thì cứ dạy đi. Nhưng đừng đặt vào vấn đề đó. Vì con người bây giờ, vì căn tính chúng ta nó quá kém rồi, nếu ai có lễ phép, ai cung kính được thì tốt quá. Còn bản thân của mình nè, người ta lễ phép với mình, người ta cung kính với mình nè, mình có chịu nổi cái đó đến với mình không? Hay mình thành ra kiêu ngạo ngã mạn, ta đây chịu thua rồi. Chỗ nhắc này mình quên mất tiêu nhắc mình luôn á, quên mất tiêu nhắc mình luôn á. Nên có những người gặp những đức quỳ xuống, những đức nói: quý vị muốn tôi quỳ lại hả? Quỳ trước Phật đi, chúng ta khuyên nhau niệm Phật thôi, cảm ơn nhau niệm Phật là được rồi. Cuộc đời con người mấy chục năm ngắn ngủi, niệm Phật là tốt rồi. Chúng ta là bậc hạ căn, chỉ cần gầy dựng tín nguyện niệm Phật, ai nói gì cũng phải niệm Phật. Tu hành niệm Phật, đừng thay đổi phương hướng gì cả, cứ niệm Phật đi. Vì cuối cuộc đời là niệm A Di Đà Phật. Quý vị coi cuối cuộc đời hộ niệm quý vị cái gì? Vì chú Đại Bi hộ niệm cho quý vị hả? Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hộ niệm, có ai niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hộ niệm không quý vị? Hay là niệm A Di Đà Phật? Nên ngài Tuyên Hóa ngài nói một câu tinh hoa nè. Vì sao mỗi ngày phải niệm Phật? Vì mỗi ngày niệm Phật là để khi cuối cuộc đời niệm được câu Phật hiệu, đúng không? Vậy thì quý vị không chuyên nhất niệm Phật thì thua rồi. Quý vị phải nhớ lý luận của văn tự. Nên trong kinh giáo Phật nói rằng người hoằng pháp chứ pháp nào hoằng người. Nên pháp của Phật kinh giáo để lại, nhưng do con người lý luận phù hợp hay không phù hợp. Mỗi một con người nói đều có cái hay, nhưng cái hay là con người đó có duyên với người đó, cái hay là người đó có duyên với người đó, cái hay là ngay chỗ đó. Nhưng nhận thức được cái hay là duyên. Có khi dù hay cỡ nào nhưng không có duyên người ta không nghe, nhưng không được hay mà có duyên người ta vẫn nghe. Nên gặp duyên không đồng là như vậy. Nếu như chúng ta gặp cái duyên mà chuyên nhất cả đời niệm một câu Phật hiệu thì quý vị nghĩ thành tựu lớn cỡ nào. Còn nếu như quý vị gặp ngay cái duyên mà cứ thay đổi hoài, vừa tu chưa được nóng nóng cái thay đổi, giống như ngồi chưa nóng cái mông thì đổi chỗ khác,
Vì thì thua rồi. Nên mới nói là gặp duyên không động. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết, ngài nói rằng giảng sanh về thế giới cực lạc là gặp duyên không động. Nếu như bạn muốn thành tựu thù thắng, bạn gặp duyên đặc biệt, chỉ có một câu vật hiệu niệm đến cùng, thì giảng sanh phẩm vị rất là cao. Nên giảng sanh phẩm vị cao hay thấp là do gặp duyên không đồng. Quý vị nghe những điều như Đức chia sẻ, lý luận quý vị nhận thức đi. Bây giờ chúng ta nói những điều cao xa, ai làm được đây? Chỉ cần gây dựng làm sao có người nào cũng niệm Phật được là được rồi. Những đức để nhận thức ngay chỗ này, nên con đích những đức cũng dạy niệm Phật nữa. Bất cứ hạng người nào như thế cũng dạy niệm Phật hết. Xin thưa quý vị, chính bản thân những đức gặp tịnh độ niệm Phật có kết quả nè. Khỏi nói gì cao xa mất công mệt mỏi. Chính những đức niệm Phật mười mấy năm có kết quả nè. Toàn là không có cái gì, toàn lấy cái cũ người khác không đó. Cứ gầy dựng hoài, có kết quả đó. Còn người ta cứ cải cách hoài, rồi cuối cùng người ta cứ gầy dựng hoài. Xin thưa quý vị rằng, mười mấy năm nay trong đạo thịnh suy, những đức đã thấy qua những cái sự việc có người có tiếng tâm nổi tiếng, rồi khi hết nổi tiếng. Cái chuyện này thật sự mà nói mình thì không có tiếng tâm gì, nhưng mà cái cảm giác và cái hư danh này sao thấy mệt quá. Hư danh này sao không có cảm giác chút nào. Nên có những người đã từng có những giai đoạn nổi tiếng vô cùng như cồn. Vậy mà khi gặp sự cố rồi còn chưa nhận thức được để cố gắng lo tu niệm Phật, còn bòi để tiếp tục lên nữa, mệt quá. Cái đặc biệt nhất của quý vị là quân bình niệm Phật là hay nhất. Ai biết cũng tốt mà không biết cũng tốt. Cứ niệm Phật đi là được rồi. Cứ bòi hoài làm chi, cứ là dùng cách này cách kia làm chi, để phát tiếng làm gì cho nó mệt. Khỏi đi. Quý vị chỉ cần chăng thật lão thật niệm Phật thôi là quý vị phải re. Mà còn nhiều người đi theo mình, nhiều người niệm Phật theo mình. Tại vì cái pháp dễ tu. Trong cái thời cuộc này quý vị đưa ra cái gì dễ tu thì sẽ nhiều người tu được. Còn đưa ra cao xa thì cũng có người theo đó. Nhưng mấy người làm? Mấy người làm? Những đức đã tính kỹ ra cái thời khóa tu gia đình này, đúng tiếng đồng hồ nên nhiều người tu đó. Chứ nếu như đưa lên tầm phơi tiếp vào, bữa nay gì mai khác, đố mà tu. Quý vị biết gầy dựng một môn cho lâu dài, dạy mục tiêu cho lâu dài, làm mục tiêu cho lâu dài thì có người làm theo à. Còn quý vị cứ thay đổi hoài, thời gian nó bỏ cuộc à. Nên tại sao có những người hướng dẫn Phật tử cứ thay đổi hoài? Vì sao? Thay đổi người hoài là do mình thay đổi phương pháp tu á. Người cũ từ từ đi sạch nhách chứ, nó cứ tiến tới người mới. Từ nơi đó là do vì sao? Vì người cũ thấy được mình không ổn định, cuối cùng người ta đi hết trơn. Người mới tới, người mới tới thời gian người ta thấy mình cũng không ổn định, cuối cùng đi nữa người mới tới. Cả cuộc đời mình không gầy dựng cho ai được tới nơi tới chỗ hết. Nên thầy Lý Bình Nam, thầy nói một câu với Hòa Thượng Tịnh Không một câu. Ông biết vì sao tôi có thể giúp nhiều người giảng sanh được hay không? Vì tôi trụ xứ một nơi, gầy dựng mục tiêu chuẩn xác. Gầy dựng cái nào là mục tiêu chuẩn xác? Tính, nguyện, hạnh. Nhớ ba cái gốc này đối với người tu tịnh độ phải gầy dựng chuẩn xác. Gầy dựng được tính, nguyện, hạnh chuẩn xác thì gặp sự cố gì trong cuộc đời này quý vị dẫn niệm Phật. Người không tính nguyện nhất định thay đổi, trở ngại. Người không có tính nguyện kiên cố, khi người ta bỏ quý vị thì quý vị giật thịt, sợ người ta bỏ mình. Còn người tính nguyện kiên cố thì dù cho mọi người bỏ quý vị cũng không sợ. Vì sao? Vì quý vị niệm ai với Đà Phật cầu sanh cực lạc mà. Đâu phải cầu chùa, đâu phải cầu người, đâu phải cầu danh cầu lợi đâu. Có một ngôi chùa lớn như vậy là để nuôi con người, chứ không phải là ở ngôi chùa lớn này mà phái cái gì. Nếu như ngôi chùa này không có người gì hết thì để cho người khác ở đi. Ở làm chi à? Để mỗi ngày cực. Cắt một cái phòng nho nhỏ, có một chỗ che mưa che nắng ở, quét dọn cũng khỏe, đỡ làm tôi mọi cho cái nhà. Thì ở cái chùa lớn làm chi? Chùa lớn là để cho người ta ở. Nhiều người ở mới xây chùa lớn. Nếu như chùa không có ai ở, xây chùa lớn làm chi? Chúng ta làm tôi mọi cho cái chùa, không có kết quả gì cả. Từ nơi đó phải nhận thức Phật Pháp thì vị sẽ hiểu làm như thế nào là đúng trong Phật Pháp. Đừng nên làm cho mình khổ quá, đừng cho mình sanh phiền não quá.
nhiều việc ôm nặng nề làm chi? Sống nay chết mai rồi, chúng ta bây giờ những gì buông được thì buông đi. Quý vị coi, khói nhang nhẹ thì bay lên, mà tàn nhang nặng thì rớt xuống. Tại sao cuộc đời này chúng ta sống, chúng ta không gầy dựng mình cho nó nhẹ một chút, mà tạo ra cho nó nặng? Nên tất cả những người quý vị ở bên cạnh mà thấy người nào nặng quá, chúng ta cũng thấy tội nghiệp họ thôi, chứ không học. Học họ thì tiêu rồi. Sự ngưỡng mộ, sự nhận thức là đối với cái người mà có tâm giải thoát nhẹ nhàng. Những cái gì không vừa lòng không vừa ý thì buông đại đi, tốt quá xong rồi cũng buông luôn nữa, cho nó nhẹ nhàng. Còn sống với cuộc đời này, những việc gì tốt đẹp được, tu phước tu duyên được thì nhiệt tình mà làm. Tiền bạc đâu cầm theo được đâu, nên tạo cái cầm theo được thì tạo ra đi, chân thật mà làm vậy thôi. Đủ duyên thì làm chứ không có nặng nề, chứ không phải làm việc tốt này mà quá nặng nề. Cái gì cũng ôm chấp nặng nề không được đâu quý vị à. Cái gì là thua rồi. Nhận thức đi. Để cuộc đời mình tu, chúng ta phải có sự nhận thức. Bây giờ chúng ta mỗi ngày cứ nghi người này nghi người nọ, lo người này lo người kia, rồi chúng ta bố trí người đi tìm kiếm, đi hỏi han, đi theo dõi để đem gì đưa cho mình. Ủa, tu hành cuối cùng chúng ta học theo Tào Tháo hả? Thua rồi. Không nên quý vị à. Trong cuộc đời này cái nhân quả rõ ràng, chúng ta cứ nói rõ ràng cho họ nghe đi. Cuộc đời chúng ta dù có bị hại chết đi chăng nữa thì việc này cũng do nhân mình tạo mà quả mình chịu. Cái nhân cái quả nó rõ ràng hết trơn rồi. Chúng ta cứ gầy dựng tín nguyện niệm Phật là được rồi quý vị. Nên những điều như Đức chia sẻ đây, mỗi một con người nghe về tịnh độ, quý vị tự nhận thức. Tín nguyện là ngay câu Phật hiệu. Cuối cuộc đời cũng ngay câu Phật hiệu. Phật A Di Đà là người tiếp dẫn chúng ta. Tất cả những vị trí khác đều theo Phật A Di Đà. Nên chúng ta chân thật niệm A Di Đà Phật là niệm tất cả đầy đủ hết rồi. Cố gắng niệm Phật quý vị. Để khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.